Rồi hello, xin chào tất cả các bạn nha Rồi thì hôm nay quay trở lại với cái chuyên mục soạn hàng gửi cho khách Riêng cái bộ Dumbo xe tay bơi này thì khi mà các bạn nuôi cái bộ cá này á Để mà con cá nó lên được một cái size rất là đẹp Có nghĩa là tay bơi nó lên rất dài, rất to Thì cả là một quá trình Cái Dumbo này rất là nhạy cảm về cái vấn đề tay bơi Khi mà các bạn nuôi tay bơi nó càng to á là cái khả năng nó bị rách đuôi, rồi rách tai rồi ui tùm lum tà la hết cho nên là các bạn làm cái bộ cá này các bạn mới hiểu được cái giá trị của cái những cái cặp cá mà nó lên cái tai bơi vừa to tròn mà màu đậm mà phải to nữa nha. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là nó phải còn nguyên vẹn không rách nát nè. Đó, đó là một cái vấn đề. Tưởng tượng như các bạn uh, giữ một cái bài tơ tầm khoảng trăm con đi thì tới khi mà các bạn nuôi nó đạt đến một cái size mà tay bơi nó siêu to, các bạn tự cảm nhận và tự thấy được à được bao nhiêu con cá lên được tay bơi siêu to và còn nguyên vẹn. À rồi thì mình để cho các bạn nuôi từ cái size tơ lên các bạn thấy các bạn tự cảm nhận à tại sao cái giá trị nó lại cao như vậy. Rồi kết thúc câu chuyện ở đây ha chứ để nhiều khi các bạn nói mình là bán giá lùa gà lùa dịch gì là mất công lắm thì nói chung là giá thì mỗi trại mỗi khác nhau các bạn cứ tham khảo thoải mái đi nơi nào mà các bạn thấy cảm thấy hợp lý nè số tiền của các bạn bỏ ra tương ừ xứng với cái giá trị của cặp cá các bạn mua thế thôi rồi cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha